Công ty cổ phần hàng không Vietjet vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 với tăng trưởng doanh thu kỷ lục. Trong nửa đầu năm 2024, Vietjet vận chuyển 13,1 triệu khách, khai thác 70.154 chuyến bay an toàn. Quý 2 năm 2024, Vietjet ghi nhận doanh thu vận tải hàng không đạt 15.128 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 517 tỷ đồng, tăng lần lượt 23% và 683% so với cùng kỳ. Tính đến nay, Vietjet đang khai thác hơn 149 đường bay khắp Việt Nam và quốc tế, bao gồm 38 đường bay quốc nội và 111 đường bay quốc tế. Vietjet đã mở đường bay kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, khai trương đường bay từ Phú Quốc đến Đài Trung và Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc, khai trương đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Viêng Chăn, Lào. Hãng cũng đã công bố đường bay Nha Trang Daegu, Hàn Quốc, dự kiến khai thác từ tháng 10 năm 2024, là hãng có nhiều đường bay nhất giữa Việt Nam và Hàn Quốc, ghi dấu hành trình 10 năm kết nối Việt Nam-Hàn Quốc, chuyên chở 10 triệu lượt khách trên hơn 37 đường bay giữa hai quốc gia.